Hello cả nhà, cả nhà có khỏe cả nhà. Út Lường đang ở ngay chỗ cái cây đèo này cả nhà. Coi trái này, bây giờ nó cũng đã chín rồi cả nhà. Cả nhà thấy ngon không? Giờ Út Lường hái mấy cái đèo ăn nha cả nhà. Cái này nó chín rồi. Cả nhà thấy đẻ không? Có mấy trái nó chín đó, mấy con sóc nó ăn cả nhà. Cái này ngon cái nha, ngon hiếm luôn. Giờ nó ngọt quá nè. Đấy, coi này, nhìn đẻ ha. Trái này thấy hem luôn cả nhà. Ngon ơi ngon. Bên này ăn nó giòn, còn nó chín thì nó mềm cả nhà. Rồi, để à. Ngon. Mình thích ăn giòn á thì mình hái giòn, còn mình thích ăn chín á thì mình đỡ mềm. Ngon không cả nhà? Như mấy trái đây nè, nó mềm xèo nè. Thấy đẻ à? Thích ăn mềm thì mình hái mấy cái mềm mình đỡ lâu hơn. Thơm. Thấy đẻ à? Út Lượng hôm nay đi hái mấy cái trái cây, coi từ cái trái nào hái cái đó cả nhà. Mình không hái lại vài bữa hả, mấy cái con cho nó ăn hết nha cả nhà. Rồi Út Lượng hái đủ ăn thôi à, giờ Út Lượng đi hái mấy cái cây khác đó, thấy trái gì hái cái đó. Con này cả nhà thấy trái dưa leo nè, nó đẻ chưa? Hồi giờ cả nhà thấy cái dưa leo mà ở ngoài cái ve đá lông chưa? Dưa leo rồi đây á, cái trái nó dài, nhìn tưởng tới mút mà không phải, đây là trái dưa leo nha cả nhà. Nó lông cho mẹ ăn ở trong nó giòn rất là ngon. Cái này nó ngon lắm. Buổi chiều bữa nay làm xong rồi rảnh giờ đi hái mấy cái trái cây vô ăn cả nhà. Đó, bây giờ Út Lượng cắt cái trái dưa leo này, này nha. Cái này nó còn nhỏ nè. Mấy bữa về chị không vô nó dài hơn cái đây nữa nè. Nó dài bằng cánh tay vậy bà hái vô rồi á. Còn cái này trái đây vừa nè, nhỏ nè. Coi nhỏ mẹ gì nè cả nhà. Nếu mẹ mình đỡ nó dài nữa thôi chứ. Dưa leo này muối ăn ngon lắm cả nhà. Muối mắm á. Mình cắt mình lấy cái ruột ở trong, mình lấy cái vỏ thôi. Mình muối mình sắc ra nhỏ nhỏ xong rồi muối ngon lắm. Cái loại đây ăn rất là giòn nha. Lần đầu tiên gia đình mình trồng cái loại đây nè, chứ hồi giờ là trồng cái loại lén không à, không có trồng cái loại mè long long. Thấy đẻ không? Nó sai lắm cả nhà. Nó sai ngon lắm. Hôm nay Út Lượng đi ra vườn hái mấy dưa rồi cái đèo đồ vô ăn. Cả nhà thấy nó coi nè, mấy cái trái nhỏ nhỏ nữa nè. Nó đầy nhiều lắm. Rồi mình đi hái mấy cái khác nữa nha cả nhà. Đó mà có mấy cái dâu đây nè, vừa hái luôn. Dâu á mình ngày này mình cũng phải đem mình hái à. Chứ không thì mấy cái con kiến á nó ăn lủng hết rồi cả nhà. Mấy cái trái hồng đây mình cũng hái luôn. Mình không hái là ngày mai mình đi ra là tối nay là sẽ bị lủng lỗ như cả nhà. Đó, mình hái luôn. Ngày này Út Lượng cũng hái nên nó có ít trong cả nhà. Thường thường mình đỡ lâu lâu mình ra hái cái mè, mình ra hái nó lủng nè. Trái nhỏ cái đó mà. Giờ mình đi hái mấy cái khác nữa nha. Có mấy trái cà chua cả nhà thấy chín không? Giờ Út Lượng sẽ hái mấy cái cà chua này luôn nha. Cà chua bi nè, trái nhỏ giờ nó cũng cái chín rồi, cái này cũng thấy không? Ông Lượng sẽ hái luôn. Cái này cái gì? Cái này nó chín ăn ngon á. Nồi kề này ngon lắm. Kề này ăn sống.
về thay đẻ vậy. Út Lượng hái bả chung với lại với mấy cái dâu luôn, thấy đẹp à. Mình hái mình vô mình ngồi mình ăn không cũng chơi cũng vui. Bữa nay buổi chiều nó nóng quá, hai ba ngày nay kẻ trăm lý tém 110 độ ít lần cả nhà, chỗ Út Lượng nóng lắm. Mấy cái trái này cả nhà biết gì không, nó chín á, mình hái ăn nó ngọt mà nó giòn giòn ngon lắm cả nhà. Út Lượng hái, Út Lượng bỏ trong cái rổ này để vậy. Đó. Út Lượng đem cái rổ này cũng nhỏ đó cả nhà. Nhà thấy đẻ chưa, chùm chùm chùm. Ngon ha. Đẻ. Đó, Út Lượng hái cũng được một rổ rồi này, cả nhà thấy đẻ chưa? Bên này dưa leo rồi trái đào rồi cà chua. Rồi cà chua bi. Với lại dâu tây nữa nè cả nhà. Đó. Nhìn thấy đẻ chưa? Coi này cả nhà, Út Lượng hái cũng được một rổ rồi nè.